Em thanh toán chị nhá. Ừ, em thanh toán là chị đi. À mà em ơi, chị bảo này, đầu xuân năm mới chị đến sông đất cho em mà không có ưu đãi gì à? Này chị nói thật nhá, nói không phải khoe đâu nhá, đầu xuân năm mới á, chị à, người ta bảo là phán tốt số lắm mà năm nay á, chị hợp biếu mở hàng sông đất lắm đấy. Nhiều cửa hàng người quen của chị á cứ mời chị đến sông đất thôi, nhưng mà chị có đến đâu. Ui, cửa hàng em thế nào mà chị lại ghé em ở đây đấy. Mà nhá, mua điện thoại mà lại không có cái ốp thì nó lại cứ sao sao mà nó không bảo vệ được cái điện thoại của chị ấy. Ở đây thì để em lấy cho chị cái ốp này nhá. Ôi giời ơi. Đấy, đầu xuân năm mới sởi lời trời mới ban cho, năm sau là cái cửa hàng này làm ăn phát đạt lắm thế này. Mà nhá, điện thoại mà không có củ sạc thì lấy gì sạc cái đời nhỏ em xinh gái. Khoan, chị vừa nói cái gì cơ? Chị bảo là mua điện thoại mới mà không có củ sạc thì không, không, không. Câu sau đấy đó. Em xinh gái. Ôi trời ơi, đây để em lấy gì cho chị củ sạc nhá. Ôi người đâu mà lại còn vừa đẹp, người đẹp lên này. Chị nói thật nhá, ai là phải phúc ba đời thì mới lấy được em ấy. Dồi ôi, người đâu vừa cao giáo xinh đẹp lại còn duyên dáng đáng yêu như thế này. Ủa, cái điện thoại này to nhỉ? Nhưng mà giá hình như nó hơi to to so với chị ấy. À, chị là người đầu tiên đến mua hàng. Em giảm sâu chị 2 triệu. Được giảm luôn 2 triệu ấy? Vâng. Úi dồi ôi, chị đã bảo là chị nhìn tướng người là không có sai. Chị biết ngay em là một người tinh tế, dịu dàng rồi. Ôi dồi ôi, người đâu mà phóng khoáng đáng yêu thế này ý nhở. Mà em ơi, đầu xuân năm mới em có thể thiếu gì không? Có thiếu gì chị? Cái gì nó màu đỏ ý, đầu xuân năm mới màu đỏ đỏ cả năm đấy. Cái phong bao màu đỏ đỏ ý, mà chị tin là em vừa xinh gái vừa tinh tế như thế này thì ui, chắc là gì? Em có, lì xì em có. Đây, em lì xì luôn chứ chị. Ui, đầu xuân năm mới được lì xì à em? Dạ vâng chị. Em ơi, ông chủ khéo quá, tuyển được cô nhân viên vừa xinh gái vừa đáng yêu vừa chịu dài nghe. Thôi thì chị xin nhá, chị đi về nhá. Dạ vâng, chào chị nhá. Chị mới đáng yêu.